đi, cái hà coi nè, để lủng chủng như là mình mất cái ống của mình á. Bích lại luôn. Cái chỗ này là để cái chỗ này rộng rãi nè, đi cái khắc cái cục này cũng xài được chị không? Thấy không? Chắc cái đó nó thấy không? Vậy là đi bên đó là đi đó là để ơi. Nghe dọn cái giường, dọn mấy đồ đâu. Đây thì cái đường này đúng ra, dở cái này ra chút xíu. Dương Út, Dương Út đập cái này dở lên chút xíu nè. Thấy không? Thì dở vậy cắt thiết. Không, nhưng mà đập ra thôi, tụi mình gác lại đóng lại thôi. Dở lên như nè. Trong này đóng lại. Ừ, đóng lại thôi, nó cắt chứ. Nè, đóng nó ra, dở nó ra để độ cao người ta đi được đụng. Thì keo dưỡng muốn sao cũng được. Mày cũng muốn làm sao cho nó dở lên cao chút xíu rồi. Cái này nó sắp tay mà nó được mà. Hả? Cái này nó đâu có khiên bằng dây gì đâu. Ờ, sách ngang đây nha, cái hạ có hai cái đi được. Đi được, đi được. Thì như thôi rồi. Dọn cái này thoáng qua này là được. Dọn cái giường của. We try to clear the way the path, so I'm sure she will bring you out. Okay. Cái dọn chỗ này cái trống cái này là chỗ cái gì được cái này. Từ rồi. Cái này bích lại là làm bằng phẳng rồi, chỗ này có thể rộng rãi thì thấy nhưng còn bụi bặm. Chỗ trống này đúng rồi, có thể để quá rửa sạch cái gì rồi thắp cái gì mà hả không coi chưa ra ngoài chưa ra ngoài mà rồi tối luôn nước nước không hết trơn rồi những hút nữa là má chắc phải mua mấy cái đồ két cho giữa mấy cái gạch đồ ấy mã ông bà ngoại cũng bị nước hết trơn vòng rồi những hút lắm cái ground đó hả gì cái ground nước hết trơn rồi nè cái giá lợi chút xíu vậy nhà cái bên này cũng nước hết trơn rồi nè xe lại anh ơi xe lại ha Yeah, it's okay. We'll fix it, huh? Kêu cái chai lên về cho ba để nước riêng.
Cho bún ra vào. Bún cho chồng nhanh. Con yêu nóng mà nhâm hết rồi. Have you tried it? If you see like it's not being like the good one, it's spicy. And soup, you can put it here or you can eat like soup right. Okay. That is your drink. Oh, thank you. Would I get a Coke? Oh. Yeah, it's fine. It's Coke. It's fine. They don't have the Coke. How's it? How's it going? Good? Yeah, good. Vietnam. All right, I'm gonna get back. All right. Oh wait. Ready? See your dad. Yep. All right. Love you too. Bye, Ronnie. Đem về nhà đi ạ các. Để luôn đi.
hai đồng tiền. Yeah.
Lòng nhau hát thầy đi con.
Quý lắm. Dạ. Yes, I do. Con gì vậy? Cái này con cá. Con thử bò. Con cá con này. Con cá ngon. Con thử bò. Con thử bò à? Ô bao thử bò. Thử con thử bò. Bao thử con bò. Bao thử bò đó chị Hà, đó ăn hoài luôn á, quên rồi. Đó ở dưới Bạc Liêu ngồi ăn. Bây giờ quên. Trời ơi, cầm con dao mà chợt cái kiểu đó. Ba bảy không bự gì chứ. Ở đây giờ đi lắm, vì sao anh Dương Lan? Anh Dương Lan người ta đi dữ lắm. Đi chưa? Thấy ca anh đạt chưa đó? Có đi rồi đó, giờ tôi giấy không đi ra mãi lần nữa. Có đi rồi. Trời ơi, thì nó đi. Không rồi, ông tốt nghĩa, ông rủ tôi đi. Ông không rủ, mày đi Sa Pao mày đó. Ủa ông? Chú vô tư không sao á, cứ tính với Hoàng. Mấy anh em không á. Vậy đó thôi. Ngon quá vậy. Vậy là ăn ăn hết không? Ăn hết lấy hai dĩa luôn. Không không đủ rồi. Bữa đi đắm một kẹo mà chị không có về không? Đầu tiên em có tính cái đó là mày mới giờ lại đó. Lấy.
hai giấy đầu lòng rồi. Ngoài đó xong đó hả? Ngoài đó xong đó, mới nhìn nó thấy bên kia nhánh khoan khoảng trống không xong là đất mình ra tới miếng miếng ngoài luôn. Cuốn cuốn sau này sau sau đường chuối tới mấy cái cây đó là đất tới mình đất luôn. Ngày xưa ngoại con có cây ăn sau này nè. Vậy hả? Rồi xong rồi mọi con mất thì má con giái cho bà về về cho đất hết trơn rồi về chuối rồi. Hôm 21 có đem cái hình Phật các con em để vào bên phía Phật bên đây là ba bà đó. Mà phải cao hơn. Biết không? Đâu có ai ra đây làm gì đâu. Đợi về mua cái dính lên. Không, để khóa nữa. Không nên rồi. Mẹ ơi, không tiền để đầu hàng xài nó một lưới. Thôi thôi, thôi. Không, không, thôi để vậy à. Để đồ ăn xong á. Đó, xây chỗ đó đi. Để cho bà mua đặt xuống à. Với hai cái ghế, để dài để ngồi. Đất bên này là cũng của hồi xưa của dì ba nè. Về cái má, dì ba đó. Cái bàn đó là thổ địa hả? Con không biết bàn gì nữa. Là thiên quá. Thổ địa. Thiên thì phải cao chứ. Nghe chắc thổ địa quá. Nó cực hết sức không? Màu đặc đó. Màu đặc lắm cái đó. Thôi được rồi, ở đây có một chị hai chồng cái đó để chồng trong nhà đi. Tụi nó ở Mỹ rồi. Nó cũng sắp sửa đi rồi đó. Tại nhà nó thái ăn luôn. Dạ. Không sao, hai không sao. Để từ từ kiếm lá đó, cái giống á. Dạ, dạ. Về trồng. Dễ trồng lắm mấy hai. Cái nhánh đó mình đặt rồi lấy cục đất dằn lên cái đó cũng dễ. Nay nhiều đất thành năm mình trồng á. Dạ. Có người coi và thành ra mình coi trồng. Cô nói chuyện với mày hả?
Dạ nó nói tiếng một, tiếng một. Đậu cho dễ gì đậu. Không biết nói. Chờ múc ra chưa? Chưa. Đang sủi kia kìa. Rồi cái thịt thái rồi. Rồi bà. Đổ tối rồi. Chứ mà chịu rửa tối. Rồi để mẹ ông ăn không nhặt lẻ ăn. Chịu rửa cái khác. Chịu rửa cái khác. Mày coi hàng coi này. Bà khác hơn bà. Rồi chuyện nó mua quá trời. Ê. Mày xương. Về nữa. Ủa giờ chị cũng về nữa hả? Dạ, tôi cũng về nữa. Hả? Người biết chuyện phải không? Nó cũng dòm biết mà. Thứ này à. Thế à? Dạ. Bây giờ mà đi Mỹ là ok rồi. Mà không đi Mỹ nghe. Thế à? Ta đi Mỹ đi. Đi chứ. Hả? Đi. Ăn có tiền. Ở xã tội thưa đó. Rồi. Không phải nha. Đây nè. Để đường chính vậy, đường chính phải không? Đi bộ sao cho tốt người ta. Nói sao không hiểu vậy? Nghe vô. Nói tiếng gì? Tiếng Việt. Nói tiếng Việt đó hả? Thỉnh thôi. Cậu vậy đó. Hồi nãy giờ có uống à? Ngủ gắt mới thỉnh uống nữa đó. Dạ, sao bây giờ? Ủa, sau đó đang uống rượu đế hả? Ừ. Ông ai vậy là không phiền ai. Không uống rồi, thấy rồi. Chúng chị xuống ngủ rồi. Bọn da mà Thank you.
First you watch luôn hả? Cherry còn không? Có giá trị, thành ra mình không phá, không có bị mất. Mày tại đi. Đâu em kêu nói đông mấy cái cherry ăn đi. Em kêu cho để lại cho ba hai túi với cho đông túi đem về cho con. À. Anh nói em á, tại vì nhiều người á, nó có một số người nó nói về giờ nó bị mắc, cái đó giờ số ít lắm. No, cái số cái cái số đông á không có bị đâu. Nó chai nào hẳn kia không được đâu. Không phải là nhiều Pacific đầu tháng là nó không có ấy chứ hả, nó không quan tâm nhiều quá không có giá trị, thành ra nó không quan tâm. Có đâu, nó cũng mất rồi em ơi. Nó chọt, nó cắt thùng Nam, nó không tha cho em đâu. Có đu đủ gọi mỗi dịch nó gọi gì. Phát nữa không vậy? Phải là hả, nó không cho hả? Không cho hồi mấy tuổi rồi. Hả? Lâu rồi hả? Dạ, hồi 6-7 tuổi rồi hết cho. Lại tế hả? Lại tế hả? Nhưng mình phải ra lại hả? Có ai đâu. Lại tế, mình ra người nhà ra lại tế mà đi. Thank you.
Rồi được rồi. Hả? Được rồi. Cái này đảo cái này được hả? Được rồi. Đúng không? Ông để ý cho đó rồi. Cái này là 2 độ, cái này là 2 độ, cái này 2 độ đó. Ờ ảo thử ra 2 độ. Rồi 2 độ cũng mạnh lắm à. Cái kiếm của mày giá 2 độ 2 chồng đó. Ờ mấy cái đường nó lại nhau thôi. Cái nào đến xuống lấy được không? Cái này nó xấu hơn 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 cái em thấy cho tiền cũng mấy cái này ta cần hơn. Yeah.